Làm nốt đi con. Wow.
Rồi viết xong chưa con? Viết mới được 50 từ chứ không bí con chả nghĩ là gì. Con cứ viết đi mọi người. Phút nữa để hoàn thành trước khi đọc cho cô cái bản draft là bản nháp của con. Đây gọi là bản draft này. 1 phút. Đó. Ok, now, time's up. Đọc cho cô nào, chụp cho cô nào. Wow. Zalo rồi. Ok, để cô xem nào. Sao cô chưa thấy nhỉ? Con gửi qua đâu? Zalo với cô. Nó xem có nghi đã nhận. Không có. Con gửi qua tin nhắn riêng à? Vâng hả? Trời, vào nhóm nhá. Thì sao gửi vào nhóm? Ui, sao viết ngắn thế này? Last year I have an unforgettable island. There are many as đây đi đang đi đúng hướng rồi đấy, kể một cái trải nghiệm mà, nhưng mà cô chưa thấy cái plot twist ở đây là cái điểm mà điểm nhấn để nó làm thành một cái À, world. nghĩa đúng điểm nhận. Ví dụ như là con bị lạc đường chẳng hạn, sau đó con sẽ phải hỏi một người lạ để cách quay về cái hotel của con đó, được chưa? Mẹ tôi quyết định nghỉ ngơi tại một khách sạn, sau đó tôi tự mình đi chơi, tôi đi khám phá Phú Quốc. Sau khi tôi đi khám phá Phú Quốc xong rồi tôi bị lạc đường. Tôi bị lạc đường xong rồi tôi phải tìm đường về nhà. Sau đó tôi phải hỏi người mới trở về được cái khách sạn của tôi. Và đó là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời, bởi vì tôi đã gặp gỡ được thêm nhiều người và trải nghiệm được nhiều những cái nơi tốt đẹp tại Phú Quốc. Có hiểu không? Vâng. Ok, về nhà viết tiếp nhá. Ok, Vâng. so the end of the lesson today. Goodbye and see you next time. Goodbye.